quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát triển sản phẩm chủ lực của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị, nhiều năm qua đã có những lúc thị trường đồ gia dụng Việt Nam bị chao đảo bởi hàng Trung Quốc. Tìm ra điểm mấu chốt là kim chỉ nam để hoạt động sản xuất kinh doanh đứng vững trước làn sóng của thị trường, luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn trong hơn 20 năm qua là cái tên Sanhao. Câu chuyện chất lượng tạo nên giá trị của thương hiệu Sanhao sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình ngày hôm nay. Trước hết, như thường lệ, là một số tin vắn đáng chú ý. Bất chấp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, GDP 6 tháng đầu năm đã tăng 5,6%, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Dự báo kinh tế năm 2021 tăng trưởng trên 6,5%, lạm phát dưới 4%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, trong đó sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,91%. Bất động sản công nghiệp đang nổi lên là kênh đầu tư hấp dẫn. Mức giá chào thuê đất tại các khu công nghiệp Hà Nội tăng từ 155 đô la Mỹ một mét vuông lên 260 đô la Mỹ một mét vuông. Hà Nội đang tập trung quy hoạch 119 cụm công nghiệp và mở rộng 70 cụm công nghiệp hướng đến đầu tư đồng bộ hạ tầng hiện đại nhằm đáp ứng làn sóng đầu tư mới về sản xuất công nghiệp. Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, ngoài những khu cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động sẽ tăng thêm 137 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 2.000 hectare. Thưa quý vị khán giả, giữa thị trường đồ gia dụng trăm hoa đua nở, Sanhao nổi bật là một thương hiệu Việt mạnh, có chiến lược phát triển bền vững và khát vọng vươn xa. Hơn 20 năm qua, Sanhao vinh dự nhận được nhiều giải thưởng, chứng nhận danh giá như Thương hiệu Quốc gia 2018-2020, Hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 2015 đến năm 2020, Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, tin và dùng nhiều năm liên tiếp. Những sản phẩm gia dụng hoàn hảo như thế này không phải đến từ Nhật Bản, Mỹ, châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng đều có chung một xuất xứ và cùng mang một thương hiệu nổi tiếng Sanhao, nhà sản xuất đồ gia dụng hàng đầu của Việt Nam. Với mạng lưới hơn 60.000 điểm bán hàng rộng khắp toàn quốc, Sanhao hiện đang sản xuất và kinh doanh hơn 600 nhóm sản phẩm gia dụng, điện gia dụng, thiết bị nhà bếp, máy lọc nước, điện gia dụng, điện công nghiệp, thiết yếu, phục vụ tiện ích cho cuộc sống. Trong những năm qua, sản phẩm của Sanhao trở thành người bạn thân thiết với mỗi gia đình Việt Nam và đang mở rộng thị trường xuất khẩu ra các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông, Brazil, Canada và Mỹ. Tại sao Sanhao lại làm được như vậy? Điều đó chỉ có thể được thiết lập trên nền tảng thế mạnh hoàn toàn chủ động về công nghệ. Sanhao hiện đang sở hữu cụm 8 nhà máy sản xuất trên tổng diện tích 100.000 m2 với hơn 2.500 cán bộ công nhân viên tại cụm công nghiệp Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Định hướng của Sanhao là nền tảng vững chắc, khởi sắc tương lai. Theo đó, chất lượng sản phẩm là một yêu cầu tiên quyết để Sanhao tạo dựng và khẳng định uy tín thương hiệu của mình trên thị trường. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập và đi vào hoạt động, Sanhao đã chủ động đầu tư hệ thống dây chuyền thiết bị đồng bộ hiện đại, ứng dụng những công nghệ sản xuất tối tân nhất với mong muốn cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm tiện ích cao và mang lại nhiều giá trị đích thực. Sanhao luôn đặt mình vào vị trí khách hàng, lắng nghe nhu cầu của khách hàng để đưa ra giải pháp tối ưu, đồng thời liên tục cải tiến dựa trên xu hướng công nghệ trên thế giới. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng hài lòng mà còn giúp doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện và phát triển. Với phương châm của công ty là đưa ra thị trường với những cái sản phẩm chất lượng nhất và với giá cả phải chăng nhất hướng tới cái đại đa số người tiêu dùng, thì công ty đã đưa ra các cái giải pháp về quản lý về chất lượng từ các khâu nguyên liệu đầu vào cho đến kiểm tra sản phẩm trên line cho đến nguyên sản phẩm đầu ra đều có các cái bản QC và kiểm tra chất lượng với các cái tiêu chuẩn kiểm tra hết sức là nghiêm ngặt. Và thứ hai nữa là cái vấn đề mà hướng sản phẩm đến các đại đa số người tiêu dùng thì công ty hiện tại đã đầu tư các cái hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị để sản xuất theo một cái chuỗi không qua các khâu trung gian để giảm thiểu nhất cái chi phí của sản phẩm để đưa ra các thị trường các sản phẩm mà với cái chất lượng và với cái giá cả mà tối ưu nhất hướng tới đại đa số người tiêu dùng. Thì ở trên các công đoạn và trên các cái khâu của sản phẩm đều có các cái tiêu chuẩn kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra. Tất cả người thao tác hay là tất cả các nhân viên AVC hoặc là LiveVC hoặc là OVC khi kiểm tra chúng ta đều phải tuân theo các cái tiêu chuẩn đó. Và hàng ngày chúng ta sẽ phải là liệt kê lại, thống kê lại tất cả các cái bước kiểm tra và các cái quá trình kiểm tra. Một trong những thế mạnh nữa làm nên thương hiệu Sanhao khác biệt, phát triển vững chắc còn đến từ chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều năm qua, Sanhao đã dày công xây dựng đội ngũ công nhân, cán bộ quản lý, kỹ thuật lành nghề, sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận.
tính trách nhiệm cao của mỗi công nhân, cán bộ giám sát kỹ thuật tạo nên những sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi thành viên trong ngôi nhà chung Sunhouse là một nhân tố, mắt xích, tạo nên sức mạnh của một tập thể năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp. Công nhân chúng tôi thì luôn phải kiểm tra sát sao về chất lượng. Hàng lỗi, hàng hỏng phải loại ra. Sản phẩm tốt thì đương nhiên là sẽ được nhiều người khách hàng tin dùng. Thì bọn em được làm việc thường xuyên. Nói chung là việc làm với lại thu nhập ổn định ạ. Những năm gần đây, tập đoàn Sunhouse liên tục đạt mức tăng trưởng bình quân 25-30% một năm. Chưa hài lòng với kết quả đó, Sunhouse vẫn không ngừng đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm đẳng cấp, góp phần nâng cao cuộc sống của người Việt cũng như nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Mục tiêu của Sunhouse là trở thành thương hiệu toàn cầu với doanh thu trên 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Vừa qua, Sunhouse có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội, một lần nữa củng cố lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Võ Văn Hoàn, giám đốc nhà máy gia dụng Sunhouse Việt Nam về định hướng và giải pháp phát triển sản phẩm chủ lực của Sunhouse trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa anh, năm 2020 thì Sunhouse có tới 4 trong số 26 sản phẩm đạt cái danh hiệu là sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội. Anh có thể cho biết là các cái định hướng và giải pháp như thế nào để Sunhouse đạt được cái kết quả đáng tự hào đó? Trong năm 2020 trở lại đây thì định hướng của ban lãnh đạo Sunhouse sẽ chuyển từ kinh doanh số lượng sang chất lượng. Do đó rằng là Sunhouse đã đầu tư rất nhiều nguồn lực từ máy móc, kỹ thuật, công nghệ lẫn con người để nhằm đáp ứng được cái sản phẩm theo thị hiếu nhu cầu của người tiêu dùng. Sunhouse đầu tư bước đầu tiên đấy là phòng lab test để đảm bảo là 100% sản phẩm khi ra ngoài người tiêu dùng thì sẽ được test trải nghiệm của người tiêu dùng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về con người thì Sunhouse đã đầu tư bộ máy ID và QC và cùng kết hợp với thuê chuyên gia của Hàn Quốc để tiến hành là hỗ trợ Sunhouse về mảng chất lượng cũng như mảng kỹ thuật sản phẩm. Tại sản xuất thì đã đầu tư các máy test để làm để 100% sản phẩm khi mà ra thị trường sẽ được test về chức năng. Còn đối với con người thì là Sunhouse đã tiến hành đào tạo và mỗi một công nhân tại các vị trí sản xuất thì họ sẽ tiến hành thực hiện các thao tác sản xuất theo như bảng hướng dẫn của sản xuất và tiến hành kiểm tra sản phẩm trước khi chuyển sang công đoạn sau. Và với mục tiêu là công đoạn sau sẽ là khách hàng của công đoạn trước thì như vậy đảm bảo cho cái việc là khi sản phẩm ra ngoài tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ hài lòng với sản phẩm của Sunhouse. Vâng, thế thì từ khi 4 sản phẩm đạt được cái danh hiệu sản phẩm chủ lực, trong đó thì có 2 sản phẩm là nằm trong top 10 sản phẩm chủ lực thành phố. Sau đó thì có cái sự chuyển biến nào như thế nào, cái đầu ra hoặc là mình có thể quay lại và đầu tư lại cho sản xuất như thế nào để đáp ứng được các yêu cầu cho sản phẩm chủ lực? Thì tầm nhìn của Sunhouse sẽ là số 1 Đông Nam Á. Do đó là trong năm 2020 và 2021 thì Sunhouse đã tiến hành xuất khẩu. Và bây giờ Sunhouse đang xuất khẩu đi các nước đặc biệt khó tính như là Mỹ và một số nước thị trường Đông Nam Á. Thì để làm được điều đấy thì hiện tại Sunhouse đang tiếp tục đầu tư công nghệ một dây chuyền sản xuất ceramic mới và một dây chuyền dập in backboarding để làm ra cái sản phẩm đáp ứng cái yêu cầu khó tính của thị trường Mỹ đối với nồi inox và chảo chống dính. Vậy thì trong thời gian tới và để tận dụng và khai thác được cái hiệu quả từ cái thị trường xuất khẩu thì mình có những giải pháp thế nào? Về giải pháp thì là hiện tại thì Sunhouse đã hợp tác đầu tư với Trung Quốc để xuất các sản phẩm đi Mỹ như là đèn LED hoặc là đèn ngoài trời hoặc là ngay trong tháng này thì sẽ sản xuất cái nồi chiên không dầu xuất đi Mỹ. Ở đấy sẽ là cái hình ảnh của Sunhouse để tạo bước cho các sản phẩm tiếp theo mang thương hiệu của Sunhouse để xuất đi Mỹ. Thì khi mà Mỹ đã chấp nhận sản phẩm của Sunhouse thì các nước khác thì cũng sẽ rất là dễ để Sunhouse có thể vào được thị trường. Rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình phát triển sản phẩm chủ lực đã kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.